Em chào các bác đến với kênh của em. Hôm nay em sẽ chế biến cho các bác xem một món ăn, đó là cá cha, cá ba sa kho riềng. Để kho riềng cái món cá cha này thì gia vị cũng rất đơn giản, chỉ có màu thắng đường và hành tỏi ớt tiêu cộng thêm riềng, mắm muối hành nêm. Cửa nhà có thể ăn đường thì nêm sau. Để bắt đầu chế biến cái món cá cha kho riềng này thì em phải sơ chế toàn bộ phần cá cha cho sạch sẽ đi và xái riềng ra, phi hành tỏi thơm, rồi ướp gia vị kho. Rồi phần cá cha này em sẽ rửa nước muối và cắt khúc cho thấm gia vị. Rồi cùng em vào bếp chế biến cái món cá cha này nha. Rồi phần cá chê cá cha cá ba sa em đã sơ chế xong và cắt khúc riềng em muốn xái rồi. Giờ em sẽ phi hành tỏi lên cho thơm rồi ướp, sẽ cho dầu vào xoong. Em sẽ dùng xoong rang để em kho cho nó ngon. Hành thơm rồi, em sẽ cho cá vào. Cả nhà nên tắt bếp hoặc là bắn. Rồi, khi cho cá vào xong rồi, em cho nước thắng đường. Riêng các bác có thể cho bên dưới cá, tại em quên mất cho nên là cho hơi bị sai cách. Nồi gang này cả nhà, các bác cũng có thể để nguội cho nó vô, chứ cho trực tiếp vô nó nóng nó bẩn. Sai một công đoạn nữa, khi mình cho cá vào lúc dầu đang nóng. Rồi em sẽ cho mì chính. Phần muối. Các bác có thể ăn đường cho đâu. Mình sẽ cho mắm. Rồi các bác có thể ướp tầm 50 phút gì đó. Rồi các bác đổ nước vào kho. Rồi, em đã ướp sơ sơ, bây giờ em ướp thêm phần tiêu, ớt. Rồi em sẽ bật bếp lên để đun cho sôi, xào sơ qua, mình cho nước sau.
Bước đầu tiên em sẽ đậy nhiệt nó cao, chín vung. Rồi khi nhiệt nó cao và sôi, mình sẽ cho thêm nước vào. Thầy cho ngập cá. Rồi sôi đều rồi. Mình sẽ cho thêm hạt nêm vô. Rồi cái phần mỡ của cá ba sa các bác có thể cho vào, cho thêm độ béo và độ cá kho. Các bác có thể là bớt bọt, cá nó đẹp. Rồi khi ướp đủ gia vị tất cả nguyên liệu và cho nước vô kho thì các bác có thể kho tầm 30 đến 40 phút. Khi kho xong các bác xái hành hoa cho vào cho thơm. Rồi như thế các bác kho. Khi kho các bác nên đậy hở vung cho khí tanh của nó bay đi. Rất là ngon, vậy là sắp được rồi các bác. Cái món cá nó kho riềng này mà ăn với cơm trắng này rất là tuyệt vời. Rồi cá kho vậy là sắp được rồi các bác. Mình để tí nước sốt để mình có thể là chấm rau cho ăn cơm, chấm rau luộc cho ăn cơm đều ngon. Rồi em sẽ tắt bếp và thưởng thức cho các bác xem cái món cá kho riềng này. Sẽ cho thêm hành hoa, cái khúc nhỏ. Rồi. Rồi, mình sẽ cho thêm một xíu ớt lên. Mình có nấu thêm cơm trắng để thưởng thức cái món cá cha, cá sa kho riềng này. Mình sẽ gấp đĩa. Các bác có thể kho cho nó khô nước tùy theo sở thích của các bác. Kho như thế nào, ăn như thế nào mình chế biến. Rồi trong thời gian chế biến cũng như là em đã nấu xong cái món cá cha cá ba sa kho riềng này rồi. Rồi thì em mời các bác thưởng thức xem hương vị của nó như thế nào. Thịt rất là trắng luôn, ngon. Rồi em xin mời các bác.
thịt cá rất chắc và ngọt, và đặc biệt là không bị tanh. Ăn rất là vừa miệng, các gia vị hòa quyện lại với nhau rất là ngon. Đặc biệt nước sốt này mà chan với cơm hoặc rau luộc thì bá cháy luôn, rất là ngon luôn. Rồi, trong thời gian chế biến cũng như là em đã kho xong và thưởng thức rất là ngon. Các bác xem và tham khảo chế biến cho gia đình mình ăn cái món cá chả cá ba sa kho tiền này. Các gia vị các bác ăn nhiều thì chế biến nhiều, nêm nhiều. Rồi, em làm video tới đây là kết thúc. Các bác xem hay, chia sẻ, ủng hộ giúp em để em chế biến các món ăn tiếp theo. Rồi, em chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác video tiếp theo nha.